Các bạn có nhu cầu tìm hiểu mua hàng hãy click ngay vào đường link mình đặt sẵn bên dưới các bạn nhé. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất. Sản phẩm ngày hôm nay mình gửi đến các bạn đó chính là mẫu quần ống rộng lưng cao nha các bạn. Với khóa bên hông ha, khóa sườn á, các bạn có thể tìm hiểu về cái dòng sản phẩm này nha. Với chất liệu vải là vải tuyết mưa, nó cũng khá là mềm mại nên các bạn có thể an tâm mặc thoải mái ha. Với thiết kế là khá là nhiều màu nên các bạn có thể lựa chọn, đây là màu cam đất nè. Đó, màu ba màu này nữa nên các bạn có thể lựa chọn cho mình cái phông màu ưng ý ha. Chiếc quần này thì được may rất là chắc chắn. Đường may mũi chỉ khá là đẹp. Các bạn có thể phối hợp với những cái dạng áo kiểu hay là những cái dạng áo công sở cũng rất là đẹp, rất là xinh xắn nha các bạn. Đó, màu xám nè, hình thực tế đó các bạn. Giới thiệu với các bạn, đây là một shop yêu thích bán dòng sản phẩm này được đánh giá 5 sao luôn nha. Với 17.000 sản phẩm đã bán rồi nên các bạn có thể an tâm một phần chất lượng nha. Giá đang giảm gần 50%, chỉ còn 79.000 một chiếc quần như thế này thôi. Các bạn còn chần chờ gì nữa, nếu có nhu cầu hãy click ngay vào đường link mình đặt sẵn bên dưới các bạn nhé. Xem qua một số đánh giá của khách hàng nha. Quần này thì vải dày, mình 45kg, hơi có bụng, cao 1m45, mặt vừa in, vì hơi lùn nên quần hơi dài, mang guốc cao sẽ hợp hơn. Đó, vải ok. 1m5, 47kg, mặt bao vừa size M luôn. Nói chung một chiếc quần như thế này giá như vậy là rất là mềm rồi các bạn ơi. Thiết kế rất là đẹp, các bạn có thể mặc đi làm đi chơi đều tiện ha. Đặc biệt với cái form quần này được thiết kế khóa sườn, khóa hông á, nên là nó tôn được cái form dáng của các bạn nữa, nên các bạn an tâm trong quá trình sử dụng. Nếu các bạn có nhu cầu mua hàng hãy an tâm về chất lượng sản phẩm các bạn nhé. Video chia sẻ sản phẩm ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn cũng đừng quên like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.